Con người lúc có tiền cần tránh xa ba nơi, lúc không tiền cần tránh xa hai người. Kính thưa quý vị, hãy xem lời khuyên cụ thể trong những trường hợp có tiền và không tiền ở đây là gì. Tục ngữ có câu, giàu sang tránh xa ba nơi, nghèo khó chớ gần hai người. Câu tục ngữ này nói về hai trạng thái khác nhau của cuộc sống, đó là giàu và nghèo. Lời răn dạy của cổ nhân nhất định là có nguyên nhân. Một người dù thuộc tầng lớp địa vị xã hội nào cũng đều có những điều cấm kỵ cần phải tuân theo. Nếu không, sẽ rất dễ đi sai đường. Dù giàu sang hay nghèo khó, hãy nhớ tới lời khuyên chân thành, tránh xa ba nơi và chớ gần hai người mà cố nhân muốn nhắn nhủ chúng ta. Vậy thì ba nơi và hai người được nhắc tới ở đây cụ thể là như thế nào? Và tại sao chúng ta nên tránh xa họ? Giàu sang tránh xa ba nơi. Tiền có thể khiến ta giàu sang phú quý, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng tiền cũng có thể khiến ta sa ngã, gặp phải nhiều phiền toái tai ương. Bởi vậy người xưa mới răn dạy người đời sau về ba nơi tuyệt đối không nên lui tới khi ta giàu có. 1. Sòng bạc. Có rất nhiều chuyện có thể dẫn tới cảnh tán gia bại sản, nhưng đánh bạc được người xưa xếp vào hàng thứ nhất. Từ xưa đến nay, số người giàu có lui tới sòng bạc nhiều không kể xiết. Cờ bạc có thể gây nghiện, hơn nữa trăm điều hại mà không có lấy một điều lợi. Một khi đã bước chân vào sòng bạc thì muốn rút chân ra là vô cùng khó. Chính bởi chút tham lợi, họ cảm thấy chỉ một chút đầu tư là sẽ có thể kiếm được bội tiền. Thắng ham ăn, thua ham gỡ, cuối cùng họ chỉ mãi là đắm chìm trong đó. Người dẫu có nhiều tiền đến đâu, vẫn có thể trắng tay vì bài bạc chỉ trong một đêm. Từ xưa tới nay, cảnh tượng vì bài bạc mà gia đình đổ vỡ, vợ con ly tán nhiều vô kể. Cho nên, lời khuyên đầu tiên cho những người giàu có là chớ lui tới sòng bạc. Nếu chỉ mãi ăn không ngồi rồi, hay ngồi mát ăn bát vàng, thì đến cuối cùng không hủy hoại gia đình, thì cũng tự hủy hoại chính bản thân mình. 2. Trốn ăn chơi trụy lạc. Với một người đầy ắp hoài bão, việc anh ta cần mẫn làm việc suốt nửa đời người sẽ có được tài sản tích lũy, có thể giúp bản thân và gia đình tận hưởng cuộc sống, trải qua những ngày tháng đủ đầy. Thế nhưng lúc này, nếu như dại dột, sa chân vào trốn ăn chơi trụy lạc, họ sẽ phải trả giá đắt vì bước vào thì dễ, thoát ra quá khó. Những nơi ăn chơi trác táng là nơi khiến con người ta dễ dàng đánh mất lý trí của mình nhất. Một khi đã đắm chìm, hưởng lạc trong đó, sẽ chẳng thể rút chân ra. Cuối cùng, dẫn tới cảnh tán gia bại sản, vợ con ly tán, gia đình tan vỡ. Từ cổ chí kim, chuyện này cũng không hiếm gặp. Vậy nên cố nhân mới dạy người đời sau chúng ta nên tránh xa những nơi này. 3. Cố hương. Nói đến cố hương ở đây hoàn toàn không có ý nói rằng con người sau khi trở nên giàu có thì không được trở về cố hương, mà muốn nhấn mạnh tới tâm thái khi trở về của anh ta. Người trở về quê nhà khi đã công thành danh toại nên mang tâm thái khiêm nhường, đừng bao giờ khoa trương, thể hiện thái quá bản thân ra bên ngoài. Một người xa xứ ăn nên làm ra, khi trở về quê hương lại quanh hoang, phô trương sự giàu có của mình khắp nơi. Thứ nhất, anh ta có thể vẫn sẽ vấp phải sự bàn tán, chê cười. Thứ hai, anh sẽ phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là việc mượn tiền. Những người có nhu cầu vay mượn sẽ tìm tới anh ta mượn tiền. Nếu cho mượn, có thể sẽ nuôi dưỡng thói quen sống, không làm mà hưởng của người khác. Điều này chẳng khác chi làm hại họ. Nếu không cho mượn, anh ta có thể sẽ trở thành bạc tình, bạc nghĩa, do vậy mà đắc tội với người khác. Vì thế, để tránh rắc rối cho bản thân, chúng ta vẫn nên nghe theo lời khuyên của cổ nhân, âm thầm lặng lẽ vẫn hơn. Nghèo khó chớ gần hai người. Con người khi có tiền trở nên giàu có,
tự nhiên có nhiều người tiếp cận, nhờ cậy, tiêu tiền của bạn, ăn cơm của bạn. Con người khi hết tiền, người người tìm cách lánh mặt, nỗi khổ của bản thân một mình tự gặm nhấm. Có tiền, người khác đợi bạn nói, không tiền, người khác nói như té nước vào mặt, chẳng chút khách khí, nể mặt bạn chứ chưa nói tới việc cho bạn được lên tiếng. Có tiền, việc gì bạn làm đều có lý, không tiền, việc gì bạn làm cũng tốn công vô ích. Có tiền, có thể cất cao tiếng nói, lớn tiếng bình luận, bàn về lý tưởng. Không tiền, nói về lý tưởng, chỉ khiến người khác cười nhạo vào mặt mình. Con người sống trên đời, bất luận là có tiền hay không tiền, đều cần phải biết nhìn người, học cách nhìn người. Đừng kết bạn một cách tùy tiện, cũng đừng cầu cứu người khác một cách tùy tiện. Chỉ khi lâm vào cảnh nghèo khó túng quẫn, con người chúng ta mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của người thân, bạn bè xung quanh mình. Lúc này, người có thể nghèo nhưng tuyệt đối không thể nhục chí. Và hãy nhớ tránh xa hai kiểu người dưới đây. Một, người dậu đổ bình heo, thừa cơ hãm hại người khác. Hạng người này thường hả hê khi nghe ai đó gặp bất hạnh, thích cười cợt, trêu đùa trên nỗi đau người khác. Khi bạn giàu có, họ sẽ vây quanh nịnh hót, coi trọng bạn. Đến khi bạn xa cơ lỡ vận, họ không những không giúp đỡ mà còn xa lánh, khinh thường, thậm chí vu oan giáng họa cho bạn. Vậy nên khi bạn nghèo khó, đã nhìn thấu bộ mặt thật của hạng người này, thì tới lúc bạn đổi đời đổi vận càng phải tránh xa, bởi lẽ bản thân những người này đã là một tai họa. 2. Người giả thân thiết với bạn. Khi bạn khó khăn, những người bình thường gần gũi bạn bỗng tự động xa lánh bạn, như thể bạn là một thứ bệnh dịch truyền nhiễm. Họ không muốn vì bạn mà sức họa vào thân. Khi bạn nghèo khó vì để xoay vòng vốn làm ăn mà chạy vậy đi mượn tiền khắp nơi, nhưng những người đó lại không muốn ra tay trợ giúp bạn, nên sẽ tự động tránh mặt bạn. Kiểu người này chỉ muốn cùng bạn hưởng phúc chứ chẳng muốn cùng chung hoạn nạn với bạn. Bởi vậy trong cuộc sống, nếu gặp phải những người như vậy thì tốt nhất hãy tránh xa họ, kẻo tới một ngày bạn sẽ bị họ xem thường, coi khinh mà bị mất đi tôn nghiêm của mình. Giàu sang tránh xa ba nơi, nghèo khó chớ gần hai người, là lời răn chân thành được đúc kết từ những kinh nghiệm sống mà người xưa để lại, giúp chúng ta có thể sống hạnh phúc, an yên. Hãy xem nghèo khó là một thử thách trong cuộc sống này và thản nhiên, dũng cảm đối mặt. Mỗi chúng ta sẽ tìm ra hướng đi cho mình. Trời không phụ lòng người, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, nhất định sẽ có ngày nhận được đền đáp xứng đáng.